Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú, anh chị và các bạn mình thực hiện tại Nhật Bản. Và đây là cái trung tâm mua sắm đồ đã qua sử dụng. Thì trước mắt cô chú, anh chị và các bạn, này mình gặp được một cặp loa của Anh Quốc. Cặp này thì mình vừa đã thanh toán tiền xong nhá. Thì nhân đây mình quay cho cô chú, anh chị và các bạn. Thì trước mắt cô chú, anh chị và các bạn, đây là một cặp loa PMV kép đến từ Anh Quốc, sản xuất tại Anh nhá. Tại vì là cái tem sản xuất nó để dưới đáy loa thì mình không thể quay được cận cảnh chi tiết ở dưới đáy. Còn đây thành vách của nó thì anh chị em có thể quan sát, con này nó được chế tác bằng nhôm anh chị em nhé, vỏ nhôm. Một cặp loa rất độc lạ và vô cùng hiếm tại thị trường. Cái này nó cao khoảng hơn 1 mét anh chị em nhé, cao hơn 1 mét. Dòng loa cây cột đặc biệt là đầy đủ bát chép mít, nghe nhạc thì vô cùng tuyệt vời. Anh chị em nào cần sắm một cặp loa để nghe nhạc và trưng bày thì đây là một cặp loa phù hợp để anh chị em trưng bày trong các không gian phòng khách. Rất tuyệt vời vì cái chiều cao của nó là hơn 1 mét. Bây giờ mình mở lưới để anh chị em có thể quan sát. Đặc biệt là cái dòng PMV kép này thì cái loa chép của nó vô cùng tuyệt vời, vô cùng hay. Để anh em có thể nghe nhạc. Đây, đây là chép này. Đây là cặp beat này. Sau đó là đến hai cặp bass và một ống thông hơi. Âm trầm của nó cũng vô cùng mạnh mẽ. Âm chép của nó thì quá nổi tiếng rồi. Chép của nó thì anh em nghe rõ tiếng lá rụng gió thổi. Cặp này về tay là 30 triệu tiền Việt Nam nhé. 30 triệu 30 triệu là về tay, hàng đi máy bay, bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua số Zalo đang hiển thị trên màn hình cô chú anh chị các bạn. Cái chép này thì trên đây nó dạng nam châm nhé. Anh chị em bóc ra cái thì xem quan sát cho anh chị em để vào thì nó tự hít vào, tự hít. Cặp loa vô cùng lý tưởng trong tầm tiền 30 triệu để các bác mua sắm. Con này nghe nhạc thì vô cùng tuyệt vời. Sản xuất tại Anh, tem mác của nó thì dưới đáy loa, cặp loa nó rất là nặng. Một quả này nó hơn 20kg nhé. Nó rất là nặng nên là mình không thể nghiêng ngả để quay phía đáy cho cô chú anh chị các bạn quan sát. Nó nằm ở dưới đáy này, made in Anh Quốc. Vỏ thiết kế là bằng nhôm bóng sáng loáng, 30 triệu là giá về tay. Các bác quan tâm thì chụp lại nhé, chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Ở cái siêu thị này thì cặp loa này, cặp loa mới về và mình gặp cái là mua luôn. Mình đã thanh toán tiền xong nhé. Anh chị có thể quan sát cái phía đỉnh của nó này, thiết kế dạng chữ U. Dạng nhôm anh chị em nhé, vỏ nhôm sáng loáng, đặc biệt nó rất là nặng. 30 triệu là giá về tay. Còn bên cạnh đây thì có rất nhiều các dòng loa khác, nhưng mà mình thấy cặp này đẹp nhất. Đã thanh toán tiền bởi vì giá của nó rất tốt cho một cặp loa đến từ Anh Quốc. PMV kép thì nó vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới. Kế tiếp sang bên đây thì có những cặp loa và có những chiếc thùng người ta bán nhé. Những cặp loa thì nó vô cùng đắt, hơi bị ngược giá nên là mình có thể mình bỏ qua, mình không quay nữa. Mình đi mình gặp tiếp những cái nào nó phù hợp giá thì quay tiếp cho cô chú anh chị các bạn. Như đây cặp loa JBL này, cặp loa này cũng rất là đắt tiền nên là mình bỏ qua. Sang đây thì anh chị em có thể thấy là vỏ thùng người ta cũng bán nhé. Đấy, thì kế tiếp bên đây là có một cặp loa pit của JBL. JBL con này thì nghe vô cùng tuyệt vời để các bác mua sắm. Giá của nó thì mình cố gắng là báo giá về tay nhé. Đấy, anh chị em có thể quan sát trong tình trạng mới đẹp xuất sắc. Đang bày bán tại Nhật với giá 275.000 yên. Mình cố gắng là quay kỹ cặp loa này nhé. Sau đó thì báo giá về tay. Cặp này trống nó đánh hay lắm anh chị em nhé. Trống với chép nó ra hay lắm. Hay vô cùng tuyệt vời luôn. Rất to, khủng và nặng. Anh chị em có thể quan sát cái cổ này của nó này. Cái cổ của đường kính cổ của nó phải lên đến hơn 20cm. Hơn 20cm. JBL USA 44245G. Một cặp luôn lên đến hơn 20cm, vành của nó khoảng 20, gần 25cm. Chị em nào có bộ nghe nhạc mà còn thiếu cái cặp này về thì về phối ghép vào cái thì vô cùng tuyệt vời. Đấy, anh em có thể quan sát này. Cái tản sóng này của nó ra nhạc, ra trống hay, hay vô cùng luôn. Họng của nó thì gang nhá, họng gang đúc. Cặp này về tay là 60 triệu anh chị em nhá, 60 triệu là hàng đi bay. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo.
kế tiếp và liên tục chương trình. Sau khi rời các tiệm điện tử thì qua bên đây rất là nhiều đồng hồ Rolex, đồng hồ đeo tay và nhẫn kim cương, túi sách. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho cô chú anh chị các bạn. Trong cái tiệm này thì anh chị em thấy là nó mới về được một chiếc đồng hồ Hamilton của Thụy Sĩ. Anh chị em có thể quan sát đang bày bán tại Nhật với giá 33.000 yên. Bây giờ mình bảo nhân viên nó để ra bên ngoài quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Một chiếc đồng hồ nam, chị em có thể quan sát đơn giản và thanh lịch, hộp giấy tờ đầy đủ, cố gắng là quay chi tiết và báo giá về tay. Tất cả các sản phẩm trên kênh mình cố gắng là báo giá về tay ngay trên video để anh em tiện bề mua sắm. Đấy, thì trước mắt cô chú anh chị bạn đây là hộp này, hộp táp mát, hộp sổ thẻ đầy đủ, đây là thẻ của nó này. Đấy, Hamilton, con này sản xuất tại Thụy Sĩ chị em nhé. Đồng hồ Thụy Sĩ thì vô cùng nổi tiếng trên toàn cầu, đặc biệt những cái dòng Hamilton ấy, sản xuất đẹp từ hộp, từ tờ giấy, từ táp mát, nguyên hộp, nguyên giấy tờ, nguyên thẻ số, và giá tiền của nó rất tốt để các bác mua sắm nhé. Lát nữa mình cứ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay, nếu các bác quan tâm thì chụp lại. Đấy, đây là toàn bộ hộp sổ thẻ, giấy tờ của nó nhé. Bây giờ đến thân chính thì mình cố gắng là quay cận cảnh chi tiết. Anh chị em có thể quan sát đây là một con đồng hồ hầu như là rất ít khi sử dụng. Tất cả còn sáng loáng, rất ít khi sử dụng. Con này thì chạy pin anh chị em nhé, chạy pin. Đồng hồ nam tính chạy pin, móng, dây da thủ công, dây da nguyên bản, dây da chế tác thủ công nguyên bản. Size con này thì mình ước chừng nó khoảng 42, 41. Lát nữa thì mình sẽ đo cận cảnh chi tiết. Đặc biệt đấy cái màu vàng anh chị em thấy này, không tì vết ấy. Không một tì vết nào nhá. Cảm giác mới lên đến 98%. Đấy, một con đồng hồ sản xuất tại Thụy Sĩ. Chạy pin anh chị em nhá, đồng hồ chạy pin. Vô cùng nam tính, đẹp, thanh lịch. Dây của nó cũng dây nguyên bản, dây nguyên gốc. Anh chị em quan sát cái dây nhá. Quan sát cái dây thì biết là con đồng hồ nó quá ít đeo luôn, thậm chí còn chưa đeo luôn. Đấy, dây thủ công anh chị em nhé, dây da thủ công, dây khóa mác còn nguyên. Đặc biệt giá của nó rất tuyệt vời, anh chị em mua sắm 7.900.000 đồng là giá về tay, 7.900.000. Bây giờ mình đo cái size của nó, anh chị em quan sát là size của nó là size 42 anh chị em nhé, size rất là lớn. Bây giờ mình vào tay để anh em quan sát. Một chiếc đồng hồ nam tính và thanh lịch, dây da nguyên bản, nguyên xịn, nguyên táp mác, giấy tờ hồ sơ, 7.900.000 đồng là giá về tay. Các bác quan tâm thì chụp lại nhanh chóng và gửi qua một trong hai số Zalo trên. 7.900.000, một con đồng hồ Hamilton Thụy Sĩ, có hiển thị lịch anh chị em nhé, lịch ngày Hamilton, 33.000 yên Nhật, đang được bảo hành tại Nhật luôn. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là mẫu đồng hồ ít tiền hơn để các bác lựa chọn. Trước mắt cô chú chị các bạn, đây là một con đồng hồ Orient. Đồng hồ Orient con này thì nguyên thân nhé, không có hộp, nhưng mà hàng cảm giác mới 99%. Đấy, made in Japan, sản xuất tại Nhật Bản. Bản trông như là vàng khối, con này thì size 36 anh chị em nhé, cũng automatic, hiển thị lịch ngày ở vị trí 3 giờ. Trông như một chiếc đồng hồ vàng nguyên khối, hầu như là chưa đeo anh chị em nhé, hầu như là chưa đeo, hầu như chưa sử dụng, size 36. Lát nữa thì mình sẽ kéo thước để anh em có thể tham khảo thêm. Automatic. Nguyên táp mác, còn gì thiếu mỗi hộp xốp thôi, thiếu mỗi hộp. Lát nữa thì mình vào tay và đo cái số đo. Con này thì theo trực quan của mình nó khoảng 36, bây giờ mình kéo thước luôn để anh em quan sát. Chuẩn luôn anh chị ạ, dài là 36 nhá. 36mm. Giá chiếc này về tay rất tốt để các bác mua sắm nhá, 3.900.000 đồng. 3.900.000 là giá về tay. Đấy, khi mình vào tay size 36, một anh chị em có thể quan sát.
size 36 nhưng rất phù hợp, rất thanh lịch, đẹp, mang dáng dấp của cổ điển một chút ấy. Chạy 3 kim, kim lá lúa, automatic, sản xuất tại Nhật, giá về tay 3.9 triệu. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là một con đồng hồ bản hạn chế để anh em mua sắm và sưu tầm. Đây là một con đồng hồ Rado bản hạn chế, mà cái này mình vừa thanh toán tiền xong nhé. Vừa thanh toán tiền xong, và đây là cái giấy tờ của tiệm. Giấy tờ của tiệm, giấy bảo hành của tiệm. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết một con đồng hồ vô cùng hiếm. Vì cái bản này nó là bản hạn chế anh chị em nhé. Con Rado bản hạn chế, cảm giác mới lên đến 98%. Mới 98%. Đấy, anh em quan sát này, trông như một khối vàng luôn. Automatic hiển thị ngày và thứ, ngày và thứ luôn anh chị em nhé. Con này về tay thì 15 triệu, 15 triệu bao ship toàn quốc. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà anh chị em quan sát này, không một tí vết. Mặt trên của nó không một tí vết nào. Cái bán này bán hạn chế và chế tác đặc biệt, bản chống xước, chế tác đặc biệt nên là có đeo nó bao giờ nó cũng sáng như khối vàng như này. Bữa trước có một con này còn nguyên hộp, con này thì không có hộp. Đấy, bản Zalo, một con Zalo vô cùng độc lạ. Giá về tay 15 triệu nhé, 15 triệu là giá bao ship trên toàn quốc. Đây chị em quan sát này, sát phía sau này. Còn Rado Automatic. Đấy, bản Automatic, đặc biệt con này là bản Limited anh chị em nhé, bản hạn chế. Phiên bản hạn chế, hàng rất hiếm, số lượng có hạn trên thị trường. À, bây giờ vô tình gặp được một con này. Con này là con thứ hai mình gặp tại Nhật Bản. Đấy, bản Limited, phiên bản hạn chế. Giá về tay 15 triệu tiền Việt Nam. 15 triệu là giá đi bay, bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm đến một con đồng hồ phiên bản hạn chế, số lượng giới hạn, thì đây là một con đồng hồ sưu tầm vô cùng tuyệt vời trong cái tầm tiền 15 triệu. 15 triệu là giá về tay. Không một tí vết, cái mặt trên thì anh chị em quan sát, không một tí vết. 15 triệu bao ship trên toàn quốc. Một mẫu đồng hồ để anh em sưu tầm. Kế tiếp và liên tục chương trình, sang cái quầy bên đây thì anh chị em có thể quan sát rất nhiều đồng hồ Rolex đã qua sử dụng. Và theo trực quan của mình thì đây là một con đồng hồ đẹp nhất trong cái tổ này anh chị em nhé. Đẹp nhất trong cái tổ này, và bây giờ mình bảo nhân viên người ta để ra bên ngoài và quay cận cảnh chi tiết, báo giá về tay, một cực phẩm để anh em sưu tầm. Trong tổ này thì rất nhiều đồng hồ của nam, nhưng mà theo trực quan của mình thì đây là một chiếc đồng hồ đẹp nhất. Sau khi nhân viên người ta để ra bên ngoài thì anh chị em có thể quan sát một chiếc đồng hồ full hộp, full giấy tờ. Chiếc đồng hồ thì quá nhiều giấy tờ, tài liệu kèm theo, hộp sổ, táp pin, táp bao da, không thiếu một cái loại giấy tờ gì anh chị em nhé. À, đây là cái táp của nó này. Táp này gọi là táp chống hàng giả. À, một chiếc đồng hồ Rolex vô cùng tuyệt vời. Đấy là toàn bộ giấy tờ anh chị em có thể quan sát, giấy tờ, hộp thẻ, hộp trong, hộp ngoài, dây cắt có một đoạn. Đây, cái đoạn này là đoạn dây chủ trước người ta cắt nhé, người ta cắt có một đoạn vẫn kèm theo luôn. À, bây giờ vào nhân vật chính thì trước mắt cô chú anh chị các bạn, con này đang được bày bán tại Nhật với giá 1.760.000 yên. Và cái thân chính của nó thì anh chị em có thể quan sát, không tì vết, quá chất lượng, một chiếc đồng hồ nam tính màu đen. Con này thì mình đoán nó là size 42, size 42 chị em nhé, size 42. Lát nữa mình kéo thước để anh em có thể tham khảo thêm. Theo trực quan của mình thì con này nó mới lên đến 95-96%, còn đẹp lên đến 95-97%. Đấy, đằng sau seal vẫn chưa bóc anh chị em nhé, seal vẫn chưa bóc. Phân phối tại Rolex thị trường Nhật Bản, seal chưa bóc, không tì vết.
Giá con này về tay là 320 chị em nhé. 320 triệu đồng là giá về tay. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Bây giờ mình đo cái kích thước của nó để anh em tham khảo thêm. Lát nữa thì mình sẽ vào tay. Anh chị em có thể quan sát size này của nó là size 42. Cái thước kẹp của mình nó đang có vấn đề về cái số điện tử nhé. Anh chị em nhìn bên ngoài thôi. Nhìn bên ngoài số cơ này. Đấy, size 42. Size 42, giá về tay 320 triệu. 320 triệu là giá về tay. Một con đồng hồ không tì vết. Đẹp nhất trong những chiếc nằm trong tủ tại Nhật Bản. Nguyên siêu chưa bóc. Đấy, sau khi vào tay thì anh chị em có thể quan sát một con đồng hồ nam tính, thời trang, bền bỉ mãi mãi với thời gian, thương hiệu Rolex, vô cùng nổi tiếng trên toàn cầu. Khi mà xem cái đồng hồ này thì nhân viên người ta yêu cầu mình phải đeo găng tay nhé. Phải đeo găng tay. Đấy, một mẫu đồng hồ nam, 1.760.000 yên Nhật, giá về tay 320 triệu. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Kế tiếp và liên tục chương trình, xin kính mời cô chú bạn cùng di chuyển tiếp sang những cái sản phẩm khác và mình cố gắng quay và báo giá về tay. Đây thì rất nhiều sản phẩm thượng vàng hạ cám, vô cùng độc lạ và đẹp. Anh chị em có thể quan sát. Trong tủ này thì có rất nhiều nhẫn kim cương. Thế theo trực quan của mình thì có hai chiếc nhẫn vô cùng đẹp và bây giờ mình cố gắng là quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Ở Nhật Bản thì những cái món đồ đã qua sử dụng nhiều cái rất đẹp và giá của nó rất tốt so với giá mới nhé. Đấy, thì anh chị em nào nghiên cứu có thể mua sắm những sản phẩm xa xỉ với mức giá vô cùng tốt. Bởi vì đây là nó bán trong tiệm đồ cũ anh chị em nhé. Nên giá của nó hầu như là chỉ bằng nửa với giá mới. Còn 50% giá mới. Đây có hai chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương. Bây giờ mình báo nhân viên người ta là để ra bên ngoài và quay cận cảnh chi tiết để các bác dễ bề mua sắm. Đấy, sau khi nhân viên người ta để ra bên ngoài thì anh chị em có thể quan sát con này, con PT900 bạch kim và được đính trên một viên kim cương tự nhiên. Viên này rất lớn đấy chị em nhé. Viên này của nó lên đến hơn 8 ly, 8,5 ly. Đây là giấy tờ của nó này. Anh chị em có thể quan sát 8.6 ly nhé. Con kim cương tự nhiên. Đây là size của nó này. Size của nó là 8.6 đến 8.7. 8.7 ly. Chiều cao thì hơn 4 ly. Một viên kim cương rất lớn đấy chị em nhé. 8.7 mm gần 9 ly. Màu của nó là màu G. G là thang đấy chị em nhé. Thang màu sắc tinh khiết của kim cương. Đây là cái mặt chụp của nó này, mặt chụp từ trên đỉnh xuống. Đây là toàn bộ giấy tờ kèm theo. Bây giờ đi vào thân chính nhé, mình quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Bác nào cần sắm một chiếc nhẫn kim cương dành cho những người thân yêu thì đây là cơ hội tuyệt vời để các bác mua sắm. Một viên kim cương có size là 8.6 mm. 8.6 mm, một trong những viên kim cương tương đối lớn. Anh chị em có thể quan sát long lanh và lấp lánh, tỏa sáng trong lòng bàn tay của một bạn nữ đang bày bán tại Nhật với giá 1.980.000 yên. Giá chiếc này về tay là 379 triệu. 379 triệu là giá về tay. Con này thì mua bảo hiểm trên toàn cầu luôn cô chú anh chị các bạn nhé. 379 triệu là giá về tay cho một viên kim cương rất tốt. Còn này các bác mà mua mới ở trong cái tiệm hàng mới ở Nhật nó bán lên đến gần 1 tỷ anh chị em nhé. Khoảng 900 mấy 800 mấy 900 viên này. Hiện tại bây giờ giá 379 triệu. Giá quá tuyệt vời để các bác mua sắm một viên kim cương. Đây là bảng giá của nó này. Bây giờ mình đo cái lòng trong nhé. Đo lòng trong để các bác mua sắm phát về đeo phát vừa luôn. Hiện tại mình đo bằng phương pháp thủ công này thì nó là 17 mm là lòng trong của nhẫn. 17 mm lòng trong của nhẫn. Một cái nhẫn đánh theo cái hình vương miện và ấn tượng cái viên kim cương quá lớn luôn.
379 triệu là giá về tay, bao ship trên toàn quốc và bảo hiểm trên toàn cầu. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Kế tiếp và liên tục chương trình thì đây là viên này, viên mềm hơn chút này, viên này nhỏ hơn chút, viên này thì có hơn 6 ly thôi. Anh chị em thấy là kim cương nó chỉ chênh nhau một ly nó đã quá nhiều tiền. Cái này thì đánh theo cái lối vương miện ngoài cổ, đánh theo cái hình cái vương miện nhá, lấy cảm hứng từ một chiếc vương miện. Và đây là cái giấy tờ của nó này, màu con này là màu hát anh chị em nhá. PT 900 cũng được đính trên cái mặt nhẫn của nó là hơn 6 ly, 6,25 ly. Đây là cái xà nhẫn màu hát, 6,25 ly, là hơn 6 mm nhé, hơn 6 mm cho một viên kim cương. Bên kia thì hơn 8 ly. Con này thì đang bán tại Nhật với giá 36 man 3000. Chiếc này về tay là 70 triệu anh chị em nhé, 70 triệu là giá bao ship trên toàn quốc, 70 triệu là giá về tay cho một chiếc nhẫn vô cùng tuyệt vời. Mình nghĩ cái giá tiền này là giá rất tốt để các bác mua sắm một viên kim cương màu hát, một trong những màu sáng nhất của kim cương. Kim cương này là kim cương tự nhiên đấy chị em nhé, tự nhiên 100%. Viên này quá đẹp luôn, hơn 6 ly. Đang bày bán tại Nhật với giá 363.000 yên. Lòng trong của nó mình đo được thì nó là 10, cũng khoảng gần 17 mm. 70 triệu là giá về tay. Đấy, đây là cái lòng trong của nó này. Lòng trong của nó thì cũng gần 17. Gần 17 mm. Anh chị em lưu ý cái nhẫn mình đang đeo về đo phát là vừa luôn. Đây so sánh này, anh chị em một viên hơn 6 ly, một viên hơn 8 ly. Viên này thì 70 triệu, còn viên kia là 379 triệu. Bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm đến viên nào thì chụp lại nhé. Chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Kế tiếp và liên tục chương trình xin kính mời cô chú anh chị các bạn cùng di chuyển. Cái bình gốm sứ này thì mình vừa đã thanh toán tiền xong nhé. Đã thanh toán tiền xong và vào cái tiệm này thì để tạm vào đây. Để tạm vào đây để nhờ họ thôi. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết để nào về phòng đỡ phải quay nữa. Vì đây nó có nhiều không gian rộng rãi và ánh sáng đầy đủ để quay cho cô chú anh chị các bạn. Một chiếc bình gốm vô cùng tuyệt vời để các bác có thể sưu tầm và trưng bày trong các không gian phòng khách, phòng làm việc. Chiếc này thì được ốp một cái hộp bằng mica. Ốp một cái hộp bằng mica anh chị em nhé. Hộp đế bằng mica. Cái hộp này thì bằng mica anh chị em. Hộp này mình úp lên, lát nữa mình úp lên cho anh chị em xem. Đấy, bây giờ vào cái thân chính thì anh chị em có thể quan sát này. Rất tinh xảo, tỉ mỉ và chi tiết. Tinh xảo, tỉ mỉ và chi tiết. Và những cái ánh này là vàng hết anh chị em nhé. Những cái ánh vàng này là vẽ vàng hết ạ. Vẽ vàng hết. Tuy nhiên nó bán trong tiệm đồ cũ nên giá của nó rất tốt để các bác mua sắm. Chiếc bình này về tay là 6 triệu nhé. 6 triệu bao ship trên toàn quốc. Hoa văn họa tiết của nó thì anh chị em có thể quan sát này. Đều tăm tắp. Đều tăm tắp và chi tiết. Ở bên ngoài những cái ánh vàng, những cái lấp lánh nhé. Nhìn vô cùng tuyệt vời. Giá rất tốt để các bác mua sắm. Mình nhìn thấy chiếc này cái là mình mua luôn nhé. Giá về tay là 6 triệu. Bao ship trên toàn quốc và bao vỡ cho cô chú anh chị các bạn luôn. Cái bình này là gồm cả hộp bên ngoài nhá. Đấy, gồm cả một cái đế với là cái cao của cái bình này thì là cao khoảng 40 cm, cao khoảng 40. Khoảng 40 cm. Là anh em mua bình là có cả cái hộp mica này luôn nhá. Cả cái đế và cả hộp mica. Bây giờ mình úp vào để anh em xem lại toàn cảnh. Đấy, sau khi mình úp vào thì anh chị em có thể quan sát một chiếc bình quý hiếm, độc lạ, tinh xảo, đẹp từ mọi góc nhìn. 6 triệu là giá về tay. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. 6 triệu bao ship tận nhà, bao vỡ toàn cầu. Các bác quan tâm thì chụp lại nhé. Chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Clip thì thường thường mình hay phát vào lúc 20 giờ tối Việt Nam.
Bác nào chưa đăng ký thì hãy bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Sang cái hành lang bên đây thì anh chị em có thể quan sát tiếp là những chiếc túi hàng hiệu trong tình trạng đẹp tuyệt vời. Thì trước mắt cô chú như các bạn là một chiếc túi màu rất là tươi vui, trẻ trung, năng động. Chiếc túi hiệu Quatre. Anh chị em có thể thấy là cái khóa sáng này còn nguyên sáng, đẹp trên, đẹp với 97%. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà còn đẹp nhé, chắc chỉ sử dụng qua 1-2 lần thôi. Anh chị em bên quan sát bên trong còn rất sáng, đẹp. Và cái này anh chị em có thể quan sát này, cái này còn giấy tờ còn giữ nguyên. Giấy tờ giữ nguyên. Hiệu của nó là hiệu Quatre. Hiệu này thì chỉ đứng sau LV anh chị em nhé. Đứng sau LV chút thôi. Còn nguyên giấy tờ. Cái này chắc thì sử dụng qua 1-2 lần thôi. Mới lên đến 97%. Giá rất tốt để các bác mua sắm nhé. Trẻ trung xinh tươi. Một chiều của nó khoảng 25cm. Một chiều khoảng 18cm. Giá về tay 3 triệu. 3 triệu thì Việt Nam bao ship trên toàn quốc. Các bác quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo trên. Cái này thích hợp cả một cái dây đeo nhé. Cả một cái dây đeo. Để các bác có thể đeo hoặc xách thì tùy chọn. Dây đeo có thể tháo ra cất đi, sau đó thì chuyển túi thành một cái túi xách tay. Màu sắc thì trẻ trung. Đây là cái táp của nó này. Cái táp của nó này. Đấy, một hàng hiệu. Hàng hiệu thì đa số nó làm thủ công rất là nhiều anh chị em nhé. Nên giá của nó bao giờ cũng đắt đỏ. Và đây là một chiếc túi giá chỉ có 3 triệu để các bác mua sắm. 3 triệu là giá về tay. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây là một con hàng hiệu của LV. Túi này là túi cặp anh chị em nhé, túi đôi. Đấy, nó kèm theo một chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, chỉ bằng cái khoảng, bằng cái lon bia, bằng cái lon nước ngọt đấy nhá. Nhưng nó kèm theo, nhìn mang một phong cách rất là độc lạ, đáng yêu, xinh xinh. Màu đỏ ớt, sáng, khóa còn sáng. Chiếc túi này cũng đẹp trên 90%. Trên 90%. Một chiếc túi ống rất là chi tiết. Cái túi này thì hàng của LV nên là sản xuất 100% là thủ công anh chị em nhé. 100% là thủ công. Chiếc này mà giá mới của nó đâu đó khoảng gần 50 triệu nhé. Một ống của nó thì khoảng 30cm ạ. Hàng này là hàng cũ, đã qua sử dụng. Giá rất tốt để các bác mua sắm. Này thì được sản xuất tại Pháp. Made in Prang. Sản xuất tại Pháp. Một chiếc túi LV màu đỏ tươi. Màu đỏ ớt. Túi đôi nha chị em nhé. Túi đôi màu đỏ ớt sản xuất tại Pháp. Giá xuất xưởng của nó đâu đó khoảng gần 50, gần 50 triệu. Giá hiện tại về tay 12 triệu bao ship toàn quốc. Ở Nhật Bản thì nhiều khi săn tìm những món hàng hiệu nhưng mà giá của nó rất tốt để các bác mua sắm nhé. 12 triệu là giá về tay. Anh chị em quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. 12 triệu là giá về tay. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú, anh chị, các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bị bỏ lỡ các video kế tiếp. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.